lại cháu ngoan muốn sao cũng được. Nội nhất định ủng hộ con. Thật ra con cũng không biết là có được hay không á nội. Ê, con nhất định làm được. Dọn qua đi. Phải đó, mọi người nghĩ coi, lần này là cơ hội tốt để chúng ta vượt dậy. Nè, vừa bào ngư vừa bách dị bảo, thứ nào cũng hái ra tiền. Nhưng nếu không hợp tác thì khó chia tiền lắm. Chị hai ha. Đây là vậy, nhưng mà chị dự định không có dọn qua đó. Chị phải canh chừng đại lương đủ ký mà. Chị đã nói phải tự lực cánh sinh. Ừ, con tự nguyện ở lại thì tốt quá. Nè, bốn chúng ta dọn qua đi. Cậu Đậu à, hay là em cũng ở lại đây nha. Sao vậy? Dù sao đại lương đậu khí cũng là tâm huyết của em. Em cũng muốn ở lại phụ giúp. Hơn nữa, bách chị bảo, bào ngư đều nấu ở đây. Cần gì bỏ công tới đó làm chứ. Mọi người nghĩ đúng không? Vậy thì không được. Thằng Đậu bị bệnh suyễn mà. Bác sĩ đã căn dặn phải thường xuyên canh chừng nó. Lại phải sắc thuốc cho nó uống nữa. Con không ở bên cạnh nó sao được chứ. Phải đó Kim Ngọc à, nếu cô thật sự lo lắng thì rảnh rỗi về làm phụ đi. Cùng dọn qua đi, đôi bên lo lắng cho nhau. Kim Ngọc à, có phải em còn giận thầy Mạch hay không? Thật ra giống như người ta nói đó, những lúc này nè, nên gạt bỏ thành kiến, lo cho đại cuộc mới đúng chứ. Phải đó, nội không còn giận nó nữa, con còn giận gì nữa. Phải đó, quyết định vậy đi. Cô Tiên à, anh bảo đẹp là mối lớn đó, vậy mà cậu cũng không giải quyết được, cậu làm tôi thất vọng quá. Bấy lâu tôi rất tin tưởng cậu, rất trọng dụng cậu, rất quý cậu, cậu cũng biết mà. Tôi biết rồi ông chủ, cậu đừng làm tôi thất vọng nữa. Anh Tiên à, anh nhất định phải tìm cách giúp cha đối phó đám khốn ở đối diện, đừng cho chúng cơ hội vượt dậy nha, phải không cha? Dĩ nhiên rồi. Thật ra ông chủ không cần quá lo, từ lâu tôi đã có kế hoạch rồi. Tôi cam đoan hãy tung ra kế hoạch này, bảo đảm khắp nơi chấn động, mà thân long muốn vượt dậy cũng khó. Vậy được rồi, ăn nóng đi, ăn thêm chút nha. Nè nè, ăn đi. Ngon lắm đó. Trời ơi, sao có nhiều người mua xì dầu đến phòng vậy? Không còn tiền sao? Phải đó, mua 1 tặng 10 sao? Mua xì dầu có thưởng đây, mua nhiều thắng nhiều, mua nhiều thắng nhiều đây. Nè, anh nghĩ mấy chai này của mình có trúng không vậy? Về nhà đổ ra sẽ biết liền thôi. Cha nó trúng phát rồi. Cổ bà, anh viết cái gì vậy? Xì dầu đỉnh phong có thưởng lớn, chỉ cần tìm được kiểu trúng thì có thể nhận được vạn đồng tiền. Hèn gì ai cũng đổ xô đi mua xì dầu đỉnh phong, thì ra là có giải thưởng, tính sao đây? Ê, những cái chuyện mánh khóe thôi mà. Có thể nói vàng thật thì không sợ lửa. Về nhà làm xì dầu. Hả, làm xì dầu? Mấy người biết không, sư phụ này giỏi lắm á. Sao cũng đi tiếp đi, cậu không tranh thủ về làm xì dầu sao? Ổng có võ công cao cường đã đành, còn biết thiết đầu công của Thiếu Lâm. Cái đầu sắt của ổng có thể đập bể gạch luôn á. Trời ơi, hại dữ vậy. Đừng có khiêm tốn quá sư phụ. Biểu diễn thiết đầu công của ông cho tôi coi đây. Hay á, hay á, biểu diễn đi. Thôi đi, không được đâu, chết rồi. Chết người đó. Nói đùa sao, ông là sư phụ mà. Sư phụ đánh ông mới chết đâu. Lẹ đi, mọi người muốn coi lắm mà. Quang Hô làm đi ông ơi. Làm đi bà, đừng bà. Thôi, đừng, đừng. Ơ, trời, làm gì vậy? Gì vậy? Trời ơi, dù ông đừng có nghĩ là tôi giúp ông. Tôi muốn trị ông lâu rồi đó. Họ nghe con nói đâu, đi, cậu có biết bởi vì Á Phiện chúng ta mới bị gọi là đông á bệnh hoạn, bởi vì Á Phiện chúng ta mới bị người ngoại quốc ức hiếp, cậu có biết không? Thôi đi, cậu tưởng cậu muốn thì sao? Cậu ở Thiên Nhân Quán đánh về đánh đêm còn treo mặt bay qua bay lại, cũng đau lắm, khổ sở lắm. Cậu không có bài hốt công Á Phiện để chống đỡ, không có được mà. Con khốn này, đứng yên, đợi tôi học cô ấy đâu. Tại chúng tôi về. Chưa hết đâu, sau khi ở từ 1 tháng, phải phụ bá tánh quét đường 3 tháng đó.
vậy đi. Nè, anh có biết tôi là ai không? Tôi là tướng Bảo Quai Phong cũng không để mặt hay sao? Tôi là người mặt quỷ tứ xuyên đấy nè. Không phải con người. Nếu mình mà còn hút nữa thì đúng không phải con người. Ủa, ông tỉnh rồi hả? Ủa, sao tôi ở đây vậy? Ai đưa tôi tới đây? Người đó không có nói lại, nhưng mà ông để lại cái này cho ông nè. Ông ráng nghỉ ngơi nha. Trời không tuyệt đường con người. Không ngờ trên đời này vẫn còn có người tốt bụng. Bào ngư dùng để làm xì dầu, bào ngư và nguyên liệu dùng làm bách dị bảo cần độ khoảng bao nhiêu? Mời bà uống nước. Kim Ngọc à, thầy Mạch hỏi em kìa. Em nghe rồi. Thì 30 cân bào ngư, số nguyên liệu còn lại đợi xem xong mới nói cho ông biết. Thầy à. Tôi đã nghe rồi. Gió mạch Hưng Long mở lại, tôi muốn biết số lượng nguyên liệu đỡ phải rối lên thôi mà. Kim Ngọc thì nói rồi, hôm khác mới nói cho ông biết. Mà Út, mà bị sái cổ em sai giùm nha. Không cần, không cần đâu. Cô Đậu à, nếu không cần em nữa em đi nấu cơm nha. Cũng được. Hay lắm đây, hay lắm đây. Gì vậy? Bách dị bảo A Đậu có phải cù lần lắm không? Tuyệt đối là không cù lần, anh còn thông minh nữa kìa. Cái gì, khuôn mặt của cậu Út sao? Theo tôi thấy giống nhất là trúng tóc này nè. Vui thiệt đó nha. Thật không ngờ xì dầu bào ngư và bách dị bảo chính thức tung ra, liền có nhiều đơn đặt hàng như vậy. Coi bộ cha linh thiêng nơi chính suối chắc cũng an ủi lắm rồi. Kim Ngọc ha. Kim Ngọc, em làm cái gì vậy? Đâu có, em đang tính coi mình cần bao nhiêu nguyên liệu nè. Em tính hả? Nè, tờ giấy của em còn trống trơn mà nói là tính. Thì bây giờ đang viết nè. Anh phát hiện gần đây con người của em hơi kỳ lạ. Thầy Mạch hỏi em mà em lại trả lời anh, bắt anh phải lặp lại cho thầy nghe. Thật ra em làm gì vậy? Làm gì có chuyện gì? Không lẽ em định gạt anh gì sao? Nói! Thật ra em cảm thấy thầy Mạch lại gạt anh nữa đó. Tại sao? Có thể nói một lần bất trung, trăm lần bất dung. Cậu đừng nhìn bề ngoài thầy Mạch giống như là chính nhân quân tử vậy. Thật ra thì mánh mông xảo quyệt lại đa mưu nữa. Thử hỏi em làm sao mà không lo chứ? Không biết em còn lo cái gì nữa. Nói cho anh biết nha, anh không có sợ chết đâu. Có thể nói là bây giờ anh là một nghèo hai khổ không có gì hết. Gạt anh cái gì đấy? Muốn lấy chúng tóc của anh hả? Nhưng mà nói gì nói chứ, gần gũi với thầy Mạch một thời gian, anh thấy ổng cũng không đến nỗi tệ. Nhưng mà chuyện trước đây thì thôi bỏ bỏ đi ha. Bây giờ anh chỉ muốn tâm huyết của cha tiếp tục phát dương quang đại là anh yên tâm lắm rồi. Còn em nữa, em cũng đừng có nghĩ nhiều quá biết chưa? Cậu Đậu à, cậu không có gì chứ? Không gì, không gì. Cậu cũng đừng làm quá sức nữa. Nếu bệnh suyễn của cậu tái phát, nó sẽ trách em đó. Thôi đi, cậu đi nghỉ ngơi đi. Đem vô bếp múc chén canh cho cậu uống nha. Kẻ thất tình ơi, tỉnh lại đi. Không phải mày chứ? Trả cho tao cổ khùng. Ai, mày đừng có lẩn tránh nữa. Tao lẩn tránh cái gì? Mợ Út lạnh nhạt với mày cho nên mày không vui phải không?
Cũ khùng à, mày khùng thiệt đó. Thì đó, tại tao không ngủ được, tới đây uống rượu, đọc sách, đọc mỏi mắt rồi ngủ được liền. Thôi, nói chuyện sự thật để mày ơi. Sách này đâu có giúp được cho mày. Để tao nói cho mày biết nghe, triệu chứng hiện giờ của mày. Bây giờ, mày từ yêu khổ biến thành yêu si. Yêu si là biến thành yêu khổ. Rồi yêu khổ là biến thành thất tình. Mà thất tình nó biến thành không mày, được mày biến thành hòa thượng từ hồi nào vậy? Nè, nói thiệt nghe, bây giờ mày thật sự không có giải thoát, thoát khỏi biển khổ đi mày ơi. Đại sư có cao kiến gì không? Nè, bồ đào đỏ lên men chân cất đại pháp sẽ giúp được cho mày. Đây, rượu giang đó, uống đi, đã phát lan xa. Tao có rượu gạo rồi. Này, thứ này không có được, thứ rẻ tiền thì làm sao được chứ nè. Uống cái này, phú lan xa mà. Đó, uống đi, tao rành lắm mới nghe. Hôm đó đó, Đông Đông bỏ tao đi, tao cũng ứa gan nát ruột vậy. Cũng nhờ đó, đó, giảm bớt mọi đau khổ của tao liền. Có thể nói là thiên hạ nơi nào không có cỏ, đừng coi mợ út là bảo vật. Nè, vô, uống đi, nhận đi, uống hết mày. Bồ đào đỏ lên men, chân cất đại pháp của mày cũng vô ích. Không phải chứ. Không say gì hết, y như rượu gạo. Không phải chứ. Cũng y như là tao, vô tích sự. Mày không yêu cổ là được rồi. Bây giờ làm cho mợ út phải lén lút lẩn tránh mày. Uổng công mày làm thầy người ta, uổng công mày biết lễ nghi liêm sĩ. Mày hổ thẹn trời đất, hổ thẹn với mẹ, hổ thẹn với cậu Đậu, hổ thẹn với bác Ngư, hổ thẹn với chú Nhân, hổ thẹn với mọi người. Nếu như thời gian có thể ngược dòng, có chẳng thà không đến Đại Lương, không gặp mợ út để mợ đỡ khổ sở với tôi. Đại thiếu thư. Ý, ủa, chị Trung, chị Tuệ, sao hai chị lại ở đây vậy? À, phải, chúng tôi đến phụ cô Phân thôi. Bây giờ đại thiếu thư bao luôn cả cơm nước. Vậy sao? À, tôi đang rảnh, để tôi phụ cho. Ý, không cần đâu, có họ phụ tôi là được rồi. Nè, cảm ơn hai chị. Người cứ tự nhiên nói chuyện đi ha, chúng tôi mang cơm đi nha. Đi thôi, trời nóng quá. Cẩn thận nha. Hả? Nhất là tôi canh đó, đừng có làm đổ nha, biết chưa? Yên tâm đi, nó nhiều quá. Đại thiếu thư à, cô kẹt tiền lắm sao? Không phải, buôn bán thì phải như vậy thôi. Kiếm thêm chút tiền không hay hơn à? Vậy không phải. Sao mà cô rảnh rỗi vậy? Dạo này A Đỗ cho mọi người thế nào? Họ à, mọi người ai cũng khỏe lắm. Nội thì suốt ngày đánh bài, cậu Đỗ thì lo chuyện ở mạch Hưng Long. Chỉ có tôi là rảnh rỗi nhất thôi. Cần rảnh rỗi sao lại thở dài vậy? Lúc trước mà được như vậy thì thoải mái lắm, nhưng còn bây giờ thì có vẻ như là trong người không được yên. Được thoải mái còn than trời trách đất là phước đó. Đại thiếu thư à, hay là để tôi ở lại phụ đi. Tự nhiên quay về phụ chứ. Kim Ngọc, cô chịu cực khổ bao nhiêu năm nay rồi, được ăn nhà thì cô ở lại nhà họ Lục hưởng đi. Cô không hiểu đâu. Hả? Không. Ý, mở cửa lại rồi hả? Coi mời vào trong ghi giấy đi, lẹ ghi giấy cho khách đi, lẹ đi. Rồi. Thủ ơi, dạ có. Mấy lá coi mỏi quá. Đưa đi, anh Thủ. Dạ. Ê, trời.
Ê, có cái hay ha. À, cực thân anh quá, uống ít trà đi. Không sao, không sao, thì không chơi gì đâu được. Cực thân nha, uống hấp trà trước đi. Thầy à, uống trà đi. Cảm ơn cô. Thầy à, nếu như ngày nào cũng bán đắt thì hay quá ha. Nếu ngày nào cũng bán đắt thì chúng ta sẽ mở chi nhánh ở Quảng Châu. Hay đó, đúng hết, ở Quảng Châu thì đến Huệ Châu ha. Hay. Thu lại đi, lên đi, lên đi. Thu lại đi. Có gì từ từ nói mà. Trời ơi, có gì đâu, bình tĩnh đi. Không chúng đâu, không đâu. Thu lại đi. Chà, thì ra cái loại chai này không chỉ dùng để chứa xì dầu mà còn có thể dùng để đập nữa. Từ đầu tôi đã nói những cái trò này chỉ dùng để chơi cho vui thôi. Bề ngoài chỉ có thể được một thời, chất lượng thật thụ mới có thể lâu dài. Cậu Tiên, cậu coi nè, làm tôi trầy tay trầy chân, còn nói mua xì dầu trúng thưởng lớn cái gì nữa. Xin lỗi ông chủ. Chà, cha đừng giận nữa, ăn miếng ớt nhồi thịt này đi nha, cha thích ăn nhất mà. Nè cậu Tiên à, tôi hỏi thật nha, có phải mua xì dầu trúng thưởng hay không vậy, hay là lừa người ta? Dĩ nhiên không lừa họ rồi. Thì đó, lẽ nào anh Tiên lại gạt họ, tại họ xui xẻo thôi, liên quan gì tới ảnh chứ, đời nằm già. Anh Tiên, sao không ăn đi anh? Tiên à, lợi lợi kêu cậu ăn thì cậu ăn đi hả? Phải đó, anh không thích ăn ớt nhồi, vậy là ăn phá lấu ha, ngon lắm đó. Ăn đi. Ông Ngô, hai anh có gì hay không? Chúng tôi nhận được khiếu nại, nói là chai thủy tinh của Đỉnh Phong rất là nguy hiểm. Trong vụ xô xát trước cửa hiệu Đỉnh Phong đã dùng chai thủy tinh của các ông xô xát lẫn nhau, báo hại có nhiều người bị thương nhập viện. Cấp trên đã quyết định cấm sử dụng chai thủy tinh của các ông. Hả? Nè, anh Lính à, tôi cũng là người bị hại mà. Phải đó. Tóm lại không hợp tác thì niêm phong. Niêm phong nghiêm trọng vậy sao? Anh Lính à, cảm ơn nha. Chúng tôi biết làm gì rồi. Cảm ơn. Cha, tính sao đi cha? Nè cậu Tiên à, tôi nói thật cho cậu biết, bằng mọi giá cũng phải cứu lại danh dự của Đỉnh Phong. Đỉnh Phong chúng tôi không thể thua Bạch Hưng Long được. Có trúng không vậy? Nhanh lên đi. Các người có biết một chai xì dầu phải biết bao nhiêu thời gian hay không? Bao nhiêu tâm lý hay không? Xì dầu là chuyện nhỏ, trúng thưởng mới quan trọng. Mặc kệ chúng tôi, đổ tiếp. Nè coi có trúng không? Có trúng không vậy? Rồi, không trúng nữa rồi. Đỉnh Phong lừa đảo người ta không à, là không có trúng. Phải họ lừa đảo, bán dầu lừa không là trúng đâu, đâu có trúng gì đâu. Trời, lừa đảo. Bán xì dầu cũng lừa đảo. Ơi, đâu có gì ngon đâu. Trúng thưởng mới quan trọng chứ. Xì dầu là chai lừa đảo vậy nữa. Trúng thưởng mới quan trọng. Ông Trịnh. Ông Trịnh, uống hấp canh trước đi, canh này ngon lắm á. Mọi người tự nhiên ăn đi. Tôi muốn chết rồi, lớn tiếng vậy, để ổng biết mình mua thức ăn ở đại lỗ ký. Trời ơi, vui không nói ra ổng sao biết. Nói gì thì nói, chứ canh này ngon thiệt, nguyên liệu cũng nhiều, thanh nhiệt là giải độc, uống thêm mấy chén đi. Uống thêm mấy chén đi. Tôi mang đi xong rồi đó. Không được rồi, ngồi cái đã. Lười biếng à. Không có gì. Anh Thành Đồng xin lỗi, tối ngày bắt chị chạy đồn chạy đáo vì đổ ký và quán bánh xếp. Tôi vẫn ứng phó được. Chưa hết, nồi canh của cô cứ nói như vậy, dễ lỗ vốn lắm đó. Không sao đâu. Chị thấy họ có uống hết canh không? Với lại có ăn hết sắc canh không? Họ... Đại tiểu thư à, cô đây hỏi là ai? Sao quan tâm vậy? Hả? Nhưng có điều... Đại tiểu thư, Trịnh Tiên đó đã có Ngô Lệ Lợi rồi. Thì tôi cũng biết, nhưng mà không liên quan đến tôi. Không liên quan đến cô? Vậy lý do gì ngày nào cô cũng nấu canh ngon cho ảnh chứ? Ảnh có biết đâu, tại sao cô tốt với ảnh vậy? Ảnh không có cảm ơn cô đâu. Thật ra tôi không nghĩ sẽ kêu ảnh cảm ơn tôi. Tôi chỉ hy vọng ảnh có thể uống chiếc canh do tôi nấu cho ảnh. Con người mạnh khỏe vui tươi thì tôi mãn nguyện rồi. Cô không cảm thấy làm vậy là khờ dại sao? Chẳng có kết quả gì. Tôi biết suốt đời ảnh cũng không yêu tôi,
Từ bấy lâu nay là do tôi yêu đơn phương, nhưng tôi cảm thấy không có gì, được làm những thứ mình muốn làm là đủ rồi. Tôi đã xác định suốt đời sẽ cô đơn đến chết, lẻ loi đến già. Nghĩ kỹ, tôi cũng vậy. Cô thì khác, cô có A Đẩu mà. Bây giờ cậu Đẩu đã có Đông Mai, sau này họ có con, có cái, có cháu, có chắc. Tôi cũng vậy thôi, cô đơn đến chết, lẻ loi đến già. Chủ. Xin chào ông chủ. Phải. Sao sớm vậy? Tôi đã làm xong hết mọi chuyện rồi. Mọi người coi còn gì cần làm không? Dạ, tôi dạ. Đi nghe. Ôi, ai, ngủ ngon thiệt nha. Đồng tiền. Tiền. Gặp mày thiệt sướng với tiền. Ê. Tôi tìm anh sáng giờ, thì ra anh ở đây hả? Ủa, sao tìm tôi sáng giờ? Không, tôi thấy gần đây ai cũng cực khổ. Mạch Hưng Long thì đi vào nề nếp rồi, nên định cùng đi chơi cho khuây khỏa thôi. Đi chơi hả? À... thì cũng hay á. Nhưng có điều gì? Nếu chỉ có hai chúng ta, một nam một nữ đi chơi thì sẽ dễ bị người ta đàm tiếu lắm. Bộ có sao? Tôi quen rồi, có sao đâu. Nhưng mà tôi không quen. Dù sao tôi cũng là lá ngọc cành vàng. Vậy thì tính sao bây giờ? Hay là rủ thầy Mạch đi luôn đi. Nếu đi chung có thêm người thì không sợ bị nói nữa. Hình như dạo này nó không có thể đi đâu được đó. Không sao đâu, hai chúng ta đi cũng vậy thôi mà. Đã nói sợ bị người ta đàm tiếu rồi. Vậy thôi, thôi đi, không đi nữa. Tiền. Vậy thôi, mấy rủ nó đi luôn cũng được. Nè, anh nói đó nha, nhớ rủ anh nha. Được. Giờ tôi đi rủ ha. Có sông, có núi, có trai, có gái. Chỗ này cũng được lắm, ở chỗ này đây. Ê... con nhện này ghê quá đi, tôi sợ quá. Vị tiểu thư à, cô biết không, con nhện thuộc về loài côn trùng. Vậy sao? Sao vậy? Phải đó, loài về côn trùng thì thường có 3 đôi chân, nhưng nhện thì có đến 4 đôi chân. Con kiến cũng thuộc loài côn trùng. Thầy giỏi quá thầy Mạch à, thầy không nói tôi cũng không biết. Nè, hai người làm gì vậy? Đi hồi cứ tự nhiên không thấy đâu á. Dư cổ, tôi hỏi anh. Gì? Con nhện thuộc về loài nào? Ai mà biết nhện thuộc loài nào, tôi cũng đâu biết cách hỏi nó đi. Anh thiệt là ngu hơn heo. Heo thuộc loài nào ta? Heo thuộc loài của anh. Thôi đi. À, đi thôi. Heo loài của mình. Dọn hàng. Nè dưa cổ, mang cái gì đến ăn vậy? Ngon lắm nghe, coi nè, lớn chưa? Chỉ có trái cây thôi hả? Phải. Tôi sợ hai người đi đến cô cổ, chút trái cây thăm trọng nó cũng bộ. Anh muốn bỏ đói tôi sao? Cô có đói lắm hả? Vậy mình về tôi nấu vài món ngon cho cô ăn. Giờ nó xong trời tối rồi.
Cha, giỏi thiệt nha. Nè, ăn trái lê đi anh. Cảm ơn. Tôi cũng muốn chọi thử. Đây. Sao không được gì? Hay là anh chỉ tôi đi? Được. Nè, lát nữa cô dùng tay chọi như vậy nè. Thử đi. Được thiệt nha. Muốn nhờ mình bắt cầu thôi. Tôi tự ăn. Ý, còn một cục thôi. Tôi lượm giùm cô. À, cảm ơn. Thiên Mạch. Thiên Mạch. Nè, Thiên Mạch. Gì vậy, gì vậy, gì vậy hả? Anh xỉu rồi, anh không thấy đâu. Thiên Mạch. Để tôi múc nước tưới cho tỉnh hả? Chờ anh tưới thì anh chết rồi, mau cộng anh đi bác sĩ đi. Cộng đó hả? Không lẽ thấy chết không cứu sao? Nhanh lên đi. Cứu, cứu chứ, cứu, cứu. Trời ơi, nặng. Hả? Thầy Mạch ngất xỉu. Ừ. Bác sĩ nói anh mất ngủ triền miên, cộng thêm thể trạng suy yếu nên mới bị ngã bệnh. Vậy bác sĩ có nói nghiêm trọng lắm không? Tôi nghĩ anh nghỉ ngơi thêm vài hôm chắc không sao đâu. À, Kim Ngọc à. Hả? Dạo này thầy Mạch không được ăn ngon. Cô thì giỏi nấu ăn, hay là làm vài món cho mọi người cùng ăn đi ha. À, không cần đâu. Thôi mà, cùng lắm là gì? Tôi bỏ tiền, tôi bỏ tiền chứ. Không được, không được, không được. Được mà. Nè, cô không trả lời thì coi như là quyết định rồi nha. À, cô coi như đồng ý đó. Kẻ yêu mong nhớ không quên, ông muốn xa nhau. Tình yêu tức là trai gái yêu nhau, thất tình tức là không được yêu. Xưa nay đã tình uống nhiều hẳn, bỏ ý định đi. Bộ tưởng người ta thật sự thích mình sao? Hả? Thích làm việc thiện, thích mày xấu xí sao? Mày về nhà mày soi gương lại đi mà ơi. Nhất tuy giải chiên sầu, khỏi phải tự lầu bầu. Biết nói người ta không biết nói mình. Mày cũng phải tự đọc những quyển sách này đi. Làm gì vậy? Hả? Tội tình gì vậy? Hả? Cổ khùng à, mày biết nói người ta không biết nói bản thân. Mày tự nhìn lại bản thân đi. Mặt của mày không tỉnh hơn tao nữa. Tao thì sao cũng được. Giờ dù có chết cũng có sao. Mày thì khác. Mày phải nghỉ ngơi, vô phòng nghỉ ngơi cái đi để tao tới sân phơi cho. Hay làm vậy để tao... Ê, thầy. Sao ra đây vậy? Vô nghỉ ngơi đi. Dĩ tiểu thư, tôi đã dặn Kim Ngọc tối nay sẽ làm bữa ngon cho thầy ăn rồi đó, vô phòng đi. Dĩ tiểu thư à, hôm nay có đậu nành chuyển đến sân phơi, tôi phải đến đó xem hàng. À. Vậy sao? Vậy thầy coi xong nhớ về ăn cơm nha. À, được 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 mà. Nào thôi đi, trời âm u sắp mưa rồi đó, để tôi lấy dù cho thầy nha. Vậy là tốt rồi, mày nghỉ ngơi đi, tao tới sân phơi cho. Làm gì? Mày vô nghỉ đi, tao tới sân phơi. Mày không cần lo gì cái sân phơi. Nghỉ ngơi đi. Không phải, tao... Nè. Luôn có ông trời cũng không ưa tôi nữa. Để tôi đưa mượt vậy. Được rồi, tôi chạy về được rồi. Nếu giờ mưa sẽ bệnh đó.
Thầy à, thầy che bản thân của thầy đi, thầy mới khỏi bệnh đó. Bà Út à, chỉ là hiểu lầm thôi. Tại tôi nghĩ lung tung, tôi không có ý nghĩ gì với mợ. Nếu mợ không muốn gặp tôi có thể đi. Mợ yên tâm, tôi không có gì. Mặt trời vẫn mọc lên ở hướng đông. Tôi vẫn ăn cơm, tôi vẫn đi ngủ, tôi vẫn làm việc, vẫn lo xưởng tương dầu với cậu Đẩu. Chúng ta có thể giống như lúc trước không? Mở cầm lấy đi, tôi đem về giùm mở. Không phiền mợ. À, thầy à, có thể sáng nay thầy hỏi chúng ta có thể giống như lúc trước được hay không. Tôi muốn nói cho thầy biết là có thể. Thật ra con người của tôi mau quên lắm, có nhiều chuyện tôi quên nhanh lắm. Phải, tôi cũng mau quên lắm, có những chuyện chớp mắt là quên liền. Vậy sao? Phải. Vậy thì giống như lúc trước đi nha. Phải, giống như lúc trước vậy. Vậy thì hay quá. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Thằng đại ma. Trời, cũ khùng. Mày ít khi thức sớm như vậy lắm. Mày đã tỉnh chưa? Tôi ngủ đâu. Anh niên trái tráng ngủ nhiều quá làm gì. Nhìn cái mặt của mày kìa, mắt cũng trao tráo à. Mày cũng không ngủ luôn phải không? Mày đỡ hơn tao lắm sao? Mày làm gì không có được đâu. Mày phải phấn đấu chứ. Tao không phấn đấu từ hồi nào. Mày khoan cướp lại tao đã. Mày tự nhìn lại mày. Chỉ vì một phụ nữ thôi mà làm cho bản thân sa sút đến như vậy. Cha mày ở dưới chính xuống mà biết được cũng không có yên tâm đâu. Hả? Đàn ông mà, mới làm những chuyện đàn ông nên làm chứ. Hả? Gạt bỏ chuyện tình cảm, gạt bỏ cái đám phụ nữ, đừng có nghĩ tới. Là một người sắt thép không ngủ không nghỉ, bụng dạ sắt đá làm việc điên cuồng. Vậy mới đúng chứ mày. Thì bây giờ tao đang không ngủ, tao đang không nghỉ, làm việc điên cuồng nè. Nếu không tại mày phiền tao làm bản kế hoạch này á, tao còn có thể làm việc điên cuồng hơn á. Mày điên cuồng cỡ nào hả? Tao coi. Ngũ hợp tiên là gì á? Là xì dầu mà Mạch Thương Long sắp tung ra, hội đủ một lượt năm mùi vị. Đó, vậy mới đúng đó. Mày viết trên giấy có ích lợi gì? Suy nghĩ đi. Thí dụ như vẽ thêm hình vẽ nè, tiểu mẫu nè, như vậy mới thu hút người ta, như vậy mới có người coi. Phải ha. Thưa các bà con, sản phẩm mới của Mạch Thương Long, ngũ hợp tiên. Nếu ai bỏ lỡ sẽ hối hận liền. Ghé lại coi đi. Phải đó, ghé lại coi đi. Không có chuyện gì anh. Có hàng mới giới thiệu nghe. Ghé lại coi, ghé lại chọn. Ghé lại đi. Có cái gì mới rồi, thử coi. Mày thấy không, mới dán giấy thôi liền có phản ứng, mày thấy chưa? Lần này cũng nhờ mày nghĩ ra cách này, giỏi lắm. Nếu mày học hỏi riết rồi cũng rút ra được. Cố gắng làm đi. Chú Giai à, chú Hậu. Dạ sao? Chú đến Thành Đông, chú đến Thành Tây, cố gắng dán thêm giấy nghe. Được. Lẹ nhắm. Dạ, nha, nhắm. Dạ, nha, nhắm đi. Rồi. Tôi trúng rồi. Trúng gió hả? Không phải. Câu đã trúng một vàng đồng tiền vàng có đỉnh không? Có này, có nè, có lưới không? Để coi. Trời ơi, trúng thiệt á. Lợi hại kìa. Cậu đã mua xì dầu của Đỉnh Phong à? Tôi mua lâu lắm rồi, định mua về thử coi xì dầu của họ ngon đến cỡ nào. Không ngờ một chai trúng liền à. Cậu may mắn lắm. Lần này Đỉnh Phong gặp may rồi. Nhưng mà vậy,
Nếu đi lấy tiền, có khi nào bị người ta nói là mình nhỏ mọn không? Không thể nào. Cho dù cậu không dùng, không hưởng thì không hưởng. Nếu trúng thì đem đi làm việc thiện. Cũng đúng, môi hết. Coi đi, cậu nói cha thử tin trúng thưởng cái gì chứ. Bây giờ phải đổ lại vô lưu, có phải kiếm chuyện để làm hay không? Xin lỗi ông chủ. Nè, tôi không nghe giải thích đâu. Tóm lại bằng mọi giá phải giải quyết cho tôi, đừng có phí thứ tiền vô bổ. Cái bộ phải tốn thêm mớ rồi đó chú Kiên. Nè, cậu đừng có làm bậy nha. Các người đổ ở đây để làm cái gì? Cái gì? Qua lấy tiền cứ làm vậy. Tại sao đuổi tiền các người? Nè, các người đã nói rồi, chỉ cần phía sau tờ giấy có chữ trúng tức là thắng một vạn đồng tiền, coi đi. Nè, nhìn kỹ đi. Cả một đỉnh phong lớn vậy, không lẽ muốn nuốt lời gạt người ta? Tổng cộng là một vạn đồng tiền. Một vạn đồng tiền. Một vạn. Các người cũng giỏi lắm. Mới đó đâu có thể quật vậy. Tại chai thủy tinh của anh không đủ độ cứng, không chịu nổi thôi. Trình Tiên, anh không cần phải ganh tị với chúng tôi. Thật ra tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Nếu không tại anh nói tôi làm xì dầu quang đường, tôi cũng không có ngày đêm suy nghĩ lối thoát cho xì dầu. Bây giờ tôi tìm được lối thoát rồi. Đó là đổi. Còn anh thì rơi vào ngõ cụt. Chai thủy tinh chỉ là mánh khóe thôi. Trịnh Tiên, cái chúng tôi bán là xì dầu chứ không phải mánh khóe. Phải đó. Thì đó. Đây ta. Sao vậy? Hiện kim cũng không có hay sao? Chỉ có ngân phiếu rồi hả? Thôi thì cũng được, lấy luôn. Cả một đỉnh phong bộ sợ chạy hay sao? Cảm ơn chú Kiên. Nhưng mà vậy Trịnh Tiên à, nếu như anh có mánh khóe gì nữa thì báo cho tôi biết, tôi vẫn muốn kiếm thêm chút tiền. Nhớ bảo sớm một chút nghe. Đi đi. Về. Ông chủ, tôi không muốn nghe bất cứ giải thích gì. Tóm lại, cậu mau chóng tìm cách. Tôi không cần biết cậu bỏ ngủ, vắt hết óc cũng phải thắng đám người đó cho tôi. Trả mối thù cho tôi, nghe rõ chưa? Xì dầu này là bằng cái gì? Là bầu ngư cát phẩm. Chà, xì dầu mới mà Hưng Long ngộ lắm ha. Là thì đó, không biết chừng nào mới có bán ha. Đỡ hơn mua chai thủy tinh của Đỉnh Phong. Lừa đảo quá. Còn anh? Gà tươi. Chà, thì ra cái loại ngũ hợp tiên này có 5 loại hương vị. Có vị gà, là vị cá tươi, vị tôm khô, rồi vị sò điệp, với lại vị gừng hành nữa. Là dùng sò điệp. Trình Tiên, nếu không tại anh nói tôi làm xì dầu quang đường, tôi sẽ không có ngày đêm suy nghĩ lối thoát cái xì dầu. Bây giờ tôi đã tìm được lối thoát rồi. Đó là đổi. Tôi đã dùng đông câu làm đó ông chủ. Đỉnh à, hay là mình làm y như vậy đi. Tiếc á. Xì dầu làm bằng cái gì? Tại sao không ai trả lời hết? Xì dầu làm bằng cái gì? Xì dầu được làm bằng trái tim đó. Đây là cái gì? Đây là bắt chước người ta, là hùa theo. Bắt chước xì dầu của Bạch Hưng Long tức là chỉ có con đường chết. Các người tất cả đều vô dụng. Những gì người ta làm được, tôi không muốn làm. Tất cả ra ngoài hết đi. Tất cả ra ngoài hết cho tôi. Đi đi. Tôi không tin dựa vào một mình Trịnh Tiên này không làm được xì dầu ngon nhất. Đông Mai. Dì Tiểu Thư. Đi đâu vậy? Không, anh hai đến nhất lâu bằng công việc. Nhưng mà bỗng quên xì dầu tôm khô ngũ hợp tiên nên em đem đi cho ảnh. À, hay quá. Tôi cũng đi qua đó. Để tôi đưa cho. Không cần đâu. Ngoan đi Đông Mai. Nghỉ ngơi đi. Được không? Sao tốt dữ vậy? Mua vỏ đan đi, 2 phân thôi, tiền thôi. Không mua được đâu. Mua vỏ đan đi có 2 phân tiền bền lắm, đừng gì cũng được tự nhiên nha. Đưa coi. Dạ, vậy tiểu thơ. Bộ thân với ông lắm hả? Đồ tù nhân. Ha, còn cười nữa. Thiệt không biết liêm sĩ là gì hết. Ông làm vỏ này sao? Dạ, dạ phải. Không cần hỏi, chắc là học được ở trong tù rồi. Vì tiểu thơ thông minh quá. Không, tôi coi như làm từ thiện thôi. 2 phân tiền phải không? Dạ, cảm ơn. Sao hả? Ở tù ở đến tay chân chậm chạp luôn sao? Lượm lên đi. Ôi dạ.
Vì tiểu thư, cô muốn về đây? Muốn gì hả? Trả thù thôi. Đủ rồi. Chị ba, chị cũng hơi quá đáng. Quá đáng cỡ nào chứ? Ông đã hại gia đình mình mà. Cậu Hiển. Thành đàn ba. Cậu ba, lâu không gặp, dạo này khỏe không vậy? Phải. Khỏe. Khỏe hết chứ. Không cần bận tâm, không cần mọi người. Tiểu đệ tử. Thầy Mạch, thầy có tôi giỏi không? Đem xì dầu đến nè. Cảm ơn cô. Hả? Chỉ cảm ơn thôi sao? Bây giờ đến bàn công việc, bộ tưởng đến chơi. Đừng làm lộ liễu quá, bị người ta phát hiện giờ. Cá tính thật của người ta là như vậy mà. Thôi, đi về trước đi. Cho anh luôn nè. Còn thiếu cái chút xíu cũng trả giá là phiền phức gì đâu. Mà công việc là vậy, một phần mấy Hào cũng không thể bỏ qua. Đúng. Nè, chúng ta đi coi vị trí của tiệm mới. Cậu Khùng, mày tìm gì? Không biết. Không biết cậu ba có kiếm ăn ở đây hay không, cho nên tao coi thử vậy mà. Rồi ghé lại coi bán rẻ cho. Dạ, ghé lại coi. Cậu. Sư phụ, lúc nãy chị ba của con đối xử như vậy, con xin lỗi sư phụ. Không có gì. Có gì đâu. Cậu cô đâu cố ý. Sao vậy sư phụ? Phải đó. Có mùi dầu lửa. Đi về hương mà hơi lòng. Không phải chứ lành. Nè, các người làm gì vậy?